Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 8 2019, đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ông Phạm Văn Trạch làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tân An về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tân An nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm vụ thời gian tới. Sau gần 4 năm thực hiện nghị quyết đại hội, cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố Tân An tuy có chuyển dịch đúng hướng nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu. Việc thu hút khuyến khích các nhà đầu tư có tiềm lực gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đầu tư thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng trưởng kinh tế và phục vụ dân sinh. Đến nay, thành phố Tân An đạt 18 trên 21 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ công nghiệp, giảm tỷ trọng và nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp. Tốc độ tăng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu luôn duy trì ở mức cao, đạt trung bình hàng năm trên 11,5%. Hiện thành phố Tân An đã hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 2. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được các cấp các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, 5 trên 5 xã trên địa bàn thành phố đều đạt chuẩn nông thôn mới. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành đã phân tích những khó khăn còn tồn tại và góp ý các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Tân An, như công tác cán bộ, cải cách hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng đường vành đai thành phố Tân An, một số vấn đề trong quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của thành phố, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, hạn chế. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Trạch cho rằng, trong chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, thành phố cần chọn các khâu đột phá cụ thể để phát triển nhanh và bền vững hơn. Trong đó cần hoàn thiện quy hoạch tổng thể để đầu tư phát triển đô thị tương xứng với tiềm năng. Trong cái nhiệm vụ trọng tâm của thành phố mà thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh là phải thu hút công nghiệp, dân cư đô thị của thành phố. Nhưng mà trong thời gian qua thì thấy rằng có một số cụm công nghiệp có, nhưng mà cái công tác giải tỏa đền bù để giao nhà tư chúng ta làm chưa chậm. Tôi đề nghị thành phố cũng nên xem lại cái lực lượng làm công tác đền bù có đáp ứng được chưa theo kết luận 720 đó, chúng ta xem lại cái này. Phối hợp với tỉnh làm công tác đo đạc, công tác kiểm đếm, xác định giá, rồi đền bù. Mà lực lượng này là công tác tuyên truyền, vận động tuyên truyền là lực lượng chính đó. Giải thích những cái gì thắc mắc của người dân, họ có làm, anh em có làm được cái này không? Đó, mà từ nãy các đồng chí là chủ tịch ủy ban tỉnh với các sở ngành kê ra quá trời công trình trên địa bàn của thành phố Tân An. Nếu mà lực lượng như vậy thì không thể đáp ứng được, đang chỉ phải nghiên cứu suy nghĩ lại cho. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thành phố Tân An cần tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với thị trường, quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng. Đối với công tác xây dựng đảng, bên cạnh làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đảng bộ thành phố cần sớm triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường đoàn kết thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị.